tận dụng nốt những cái phút cuối, à những cái giờ cuối cùng của ngày nghỉ ấy. Mặc dù trời đang mưa các bác nhé, nhưng mà cố gắng tỉa nốt một số cây em tỉa rồi, nhưng mà thực sự là không quay lại được, nó cũng là những cây thân quen các bác, thì cố gắng quay lại một số cái video về cái cây chính mà cái cây mình khá là thích thôi. Đấy, những cây thường là mình kiếm được hoặc là nó có một cái gắn bó gì đấy. Thì bây giờ làm cái cây ổi nghệ thuật này các bác nhé. Nói nghệ thuật nó ghê quá, nhưng mà nói chung là nó cũng không có cái gì quái quái kiệt cho lắm, nó cũng là một cây có tương lai. Quay làm lại cây này, quay để cho bác xem này. Các bác nhé. Đây. Mưa gió rất um tùm. Rất um tùm. Hôm trước lọc mầm của cái ổi đi rồi. Lọc mầm. Được mùa ổi quá, toàn ổi là ổi thôi. Ở nhà ở quê thì em chỉ để ổi với mấy cây vừa vừa thôi, chứ cây mini hoặc là cây xịn thì để tăng để nội hết các bạn. Rồi, bây giờ vào luôn công việc, không có lại mưa quá nha. Chuẩn bị đi đây. Chơi một số nhà xong đi lại đưa các cháu đi Hà Nội. Lọc thôi. Chi?
Xem có ra gì không các bác? Được đấy các bác nhỉ. Tất nhiên là nó là một cây ổi bình thường thôi, nhưng mà dấu ấn của nó là cái thời gian làm tay tán đấy, qua rất là nhiều lần là uốn và cắt giật rồi đấy, cho nên là nó cũng khá là rụt rịt từ dăm cho đến tay cảnh cho đến dăm các bác đấy. Đây, từ trên xuống dưới nhìn nó rất là khá là hài hòa thôi, khá là hài hòa này. Và mà giật ngọn đây, những cái tay cành rất là mềm mại và khoảng cách của tay cành nó rất là hợp lý. Đó, rất hợp lý. Đó, một cây bổ siêu. Còn có một cái tay rơi thì em đang làm, đang mới thả làm một số cái tầng ở kia xuống cho nó điệu đà một chút so với cái đường thân của đoạn này, nó không được ok cho lắm đấy. Nó bình thường thôi, nhưng mà để làm được ra nó như thế này thì nó khá là mất nhiều thời gian đấy các bác. Hy vọng là cái tay rơi nghệ thuật kia xuống sẽ làm tăng cái độ nghệ thuật của cây này lên gì ạ. Cái khoảng cách tán trên này là ok rồi này, tay dưới này cũng được này, nhưng mà cái khoảng thân này thì nó bình thường, bởi nó là một cây bình thường ấy. Đấy, cái tay này xong sẽ khỏa lấp cái đoạn thân nó không được ok này. Được nhé. Khóc cái gì đây? À, như vậy là tạm ổn. Vậy, vừa nãy tỉa sơ cái du này. Sơ cái du này. Ồ. Hoa giấy. Hoa giấy này thì mới trồng. Đấy, vẫn còn lá liếc vẫn còn này. Đó. Sung cái chưa làm được. Rối này. Rối này cũng đã tỉa sơ rồi. Đấy.
Bây giờ vừa nãy có tỉa thêm một cây cái ổi, cái cây nhãn, cái ổi khủng này thì sơ sơ rồi, đang nuôi tiếp. Còn nhãn này thì sáng này có quay rồi. Ổi này cắt xong thì nó cũng khá là ok, nhìn nó cũng hơi nhìn hơn. Con chắc này thì lại về form rồi, vừa cắt xong. Hôm qua có quay cái video mà trước khi nghỉ lễ là nó tùm đến mức độ nào, bây giờ nó lại trở về và về cái hình dáng mong muốn rồi. Và tán rất đầy rồi, tán rất đầy, cây rất khỏe. Đấy, nhìn như nguyệt quế đúng không các bạn? Đấy nhá, tán rất đầy. Sau em sẽ phân tầng cho nó, bây giờ cắt giật là cho nó rậm cái tán đi ạ. Hồng ngọc mai thì đang nhiều hoa rồi, hồng ngọc mai thì chưa làm được. Tường vi thì mới cắt này, tùm rồi mới cắt. Đó. Rồi các bác nhé, xin cảm ơn các bác.